Vâng, chúng ta lại tiếp tục cùng dạo chơi để thưởng thức những cây cảnh nghệ thuật đẹp được trưng bày tại triển lãm thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Tất cả những tác phẩm ở đây đều được ban tổ chức tuyển chọn, chắt lọc số lượng và chất lượng rất đồng đều nhau. Với tác phẩm đầu tiên trong cuốn video này, tôi giới thiệu với các bạn từ một tác phẩm Tùng La Hán. Đó là cây tùng của anh Hiệp, thành phố Thanh Hóa. Vâng, tôi rất ngưỡng mộ ở cái chỗ thắt để tạo điểm nhấn côn thân ở cái vị trí này. Mà xung quanh đã múm hết sẹo. Đây cũng chính là một vết cắt ngày xưa đấy. Để tạo thành cái điểm nhấn côn như vậy, đã múm hết. Bên này cũng vậy. Và cái vị trí vết cắt thứ hai ở trên này, đây chúng ta cũng nhìn sâu ở trong, cũng đã múm hết. Để tạo thành một cây tùng có cái gốc bồ ngọn chỉ với cái chiều cao rất là khiêm tốn như thế này, đẹp quá. Chúng ta đến với một tác phẩm Si. Bóng dáng của một cây si búp đỏ bám đá, có một cái tay đổ xuống mà giao thân rất là đặc biệt ở cái vị trí này. Đấy, rất hay cái đường đi nối từ tay phía dưới lên phía trên. Những cái lộc non vừa ra màu phớt hồng tô điểm lên cây si như là những bông hoa. Đó là cây si của anh Sang. Thank you.
chậu nó hơi hơi kém tí. Cây cái này thế mà to à? Nghĩ nhỏ nhỏ như vậy qua anh nhìn. À, tác phẩm Si Đài Loan của Mai Văn Tiến. À, nếu tôi không lầm đây là Mai Văn Tiến ở Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa. Có đúng không anh? Đúng rồi. À đúng nhỉ? Vâng, cảm ơn anh nhé. À, cái cũng chỉ là cái lời đoán của mình. Bác gì cứ hay trêu đùa. Tôi muốn giới thiệu thêm cái chủ nhân đó là anh ở Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa. Nhưng mà không biết có chắc chắn hay không thì mình phải nói là có thể. Sợ anh ấy đứng cạnh đây mà không có bác sinh hay không phải của em. Tôi vừa gặp lần kia. Kêu Tiến. Vâng. Vâng. Cái chiếc cổ này đâu? Chúng ta đến tiếp với một tác phẩm xanh nữa đây. À, tác phẩm xanh trực cổ của anh Nguyễn Văn Dần. Xanh trực cổ à? Vâng, chúng ta đang thưởng thức một tác phẩm xanh trực cổ với cái bóng dáng tán đĩa. À, đó chính là những cây xanh mà chúng ta hay dùng từ gọi là nôn lực. Cũng đẹp. À, chia tán như là một tán, bốn tán chia rất đều nhau, bốn góc. Vâng, đến đây chúng ta cũng tôi giới thiệu luôn có một số những hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thành phố Sầm Sơn. Ở đây cũng chính là dịp để kỷ niệm 50 năm ngày thực hiện di chúc của Bác. Bức ảnh thứ nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đơn vị bộ đội bảo vệ bờ biển tại Sầm Sơn ngày 18 tháng 7. 1960. Và đây là bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh núi Trường Lệ, Sầm Sơn năm 1960. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm gia đình ông Gương Sáng, xóm Vinh Sơn, Sầm Sơn năm 1960. Năm nghìn. Vâng, tiếp đến chúng ta đến với một tác phẩm hoa giấy. À, tác phẩm hoa giấy của Văn Đình Sáng. Xin chủ nhật dần chúng ta tham quan thưởng lãm tác phẩm nghệ thuật bonsai cây cảnh. Khu phía trước hoàn chống mái là khu trưng bày triển lãm cây cảnh bonsai nghệ thuật. Vâng, đến với cây chuối bonsai mini của ông Lê Văn Thắng. Khu trưng bày đá quý, đá phong thủy Việt Nam. Khu phía phải là khu trưng bày bonsai nghệ thuật và hoa lan nghệ thuật.
Xin kính mời tất cả các vị đại biểu khách. Chúng ta đến với cây hoàng dương của nhà vườn chúng ta tiến sâu vào của ấn đới Sĩ Tiến. Thay mặt ban tổ chức, kính mời tất cả quý vị đại biểu khách quý 11:30 về tại khu trạm biên phòng nhà hàng để chúng ta liên hoan giao lưu. Xin kính mời. Ban tổ chức xin thông báo, theo ban tổ chức, đúng 11:30 xin kính mời tất cả các quý vị đại biểu khách quý, các nghệ nhân chủ nhà vườn, chúng ta về nhà khách. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm một gia đình ở xóm Vinh Sơn, Sầm Sơn, năm 1960. Xin kính mời. Vâng, bác Hồ với em bé, một tình thương bao la của bác dành cho nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi ngư dân đánh cá tại xóm Vinh Sơn, Sầm Sơn, 1960. Cây tùng của Lê Nhữ Linh, Trung Sơn, Sầm Sơn. Và đến thời lượng này, Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video này ở đây để chúng ta chuyển tiếp video sau.